VKVH5, mẫu giày hợp tác cùng với Đoàn Văn Hậu, anh em cùng mình trải nghiệm nhé. Vừa mới được ra mắt thôi anh em ạ, nóng hồi vừa thổi vừa ăn. Về phần đóng gói và vận chuyển thì mình nghĩ VK nên bổ sung cái phần chống sốc. Thì khi mà nhận được cái hộp ấy thì cái hộp nó sẽ không bị móp méo và có giá trị kỷ niệm cao. Phần hộp của VK thì làm cực kỳ đẹp luôn. Ok, quay lại nhân vật chính thôi nào. Với bản thân mình là một thằng khá là thích sự màu mè, cho nên là những cái đôi có thiết kế màu nó sặc sỡ thì mình rất là thích luôn, kiểu bắt mắt đấy anh em. Phần upper sử dụng chất liệu da TPU cho độ bền cao và cực kỳ phù hợp với sân cỏ nhân tạo. Ngoài ra phần bề mặt còn được thiết kế theo dạng sần sần ấy. Cái phần này sẽ giúp anh em cảm giác bóng tốt hơn. Phần mũi của đôi này cũng được khâu khá là kỹ rồi, sẽ hạn chế được cái việc là khi anh em chơi một thời gian nó sẽ bị tét mũi. Công nghệ mới của VK lần này đã trang bị cho VH5 đệm EVA giảm chấn rồi anh em nhé. Nó sẽ cho cảm giác êm hơn khi đá và đùi gối của anh em cũng ít chịu tác động lực hơn. Đôi này thì được trang bị lưỡi gà liền, cổ chuôn co giãn rất là tốt cho cảm giác ôm chân khi đeo vàng. Và đây là một cái chi tiết nhỏ mình không thích, cảm giác như nó phá vỡ sự hoàn hảo của đôi giày ấy. Cái phần này mà hãng thay bằng phần da thì nó sẽ sang trọng hơn rất là nhiều. Và cuối cùng trang bị đế TF đinh dày 3mm, sử dụng công nghệ đế Y-spin cho độ bám sân tốt, cực kỳ phù hợp với sân cỏ nhân tạo. Ok, lên phục đồ rồi ra sân thôi nào. Con này là form chuẩn size anh em nhé. Bình thường mình đi 42.5, mình đi 43 là sẽ hơi thừa mũi một tí, nhưng mà đi vào vẫn ok. Với cả cái phần lưỡi gà liền này nó sẽ cho cảm giác rất là ôm chân khi đeo vào luôn. Hiện tại VK VH5 có 5 màu anh em nhé: cam, bạc, navy, tím và xanh vàng. Giá hiện tại là 599k. Anh em thấy sao về phiên bản giày này của VK? Comment chia sẻ phía dưới nhé. Giờ thì bye bye anh em.